Đó thì đây là chính là cái sơ đồ thể hiện 13 cái tiện ích của căn hộ được xây liên viên nhau nha quý vị nha. Đó thì cái thứ nhất là cây sắn trung tâm thương mại này quý vị, đó sắn trung tâm thương mại gồm có một ô này, bên này một ô nữa là hai này, đó đó sắn trung tâm thương mại nha quý vị nha. Đó cái thứ hai chính là sân chơi trẻ em. Đây, sân chơi trẻ em này quý vị nha. Đó, nằm ngay cái góc đây. Tiếp tục, cái thứ ba chính là đài phun nước này quý vị. Đài phun nước này, chị thấy không ạ? Đó, đài phun nước là một cái này. Ở đây nữa nè, ngay góc ra sân chơi em luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là cái thứ tư là đường dạo cảnh quan. Đường dạo cảnh quan nha quý anh chị. Đó, đây đó, đường dạo cảnh quan. Rồi tiếp theo cái thứ năm là lối lên xuống hầm. Đây lối lên xuống hầm mà nèm hai bên dốc nha quý anh chị. Đó dốc bên đây và cái dốc bên này. Đó quý anh chị thấy không ạ? Đấy cái thứ sáu là bơ bơi trẻ em. Đây, bơ bơi trẻ em này quý vị nha. Đây, bơ bơi trẻ em. Rồi tiếp theo cái thứ bảy là bơ bơi ngoài trời. Đó, bơ bơi ngoài trời để quý vị nha. Bơ bơi ngoài trời gồm có hai cái này, bên này là bên này. Rồi đó là spa. Đây, spa. Đó, cái thứ tám spa. Cái thứ 9 là phòng tập gym. Đó, phòng tập gym đây. Đây một cái này quý vị nha. Cái bên này. Đó, cái thứ 9 là phòng tập gym. Rồi cái thứ 10 là cầu cảnh quan. Đó, cái thứ 10 đây. Cầu cảnh quan đây quý vị nha. Cái thứ 11 là khu ăn uống ngoài trời. 11 đây, khu ăn uống ngoài trời đây. 12 là khu vui chơi trẻ em. Đó, 12 là khu vui chơi trẻ em này quý anh chị nha. Đó, đây khu vui chơi trẻ em á. 13 là không gian sinh hoạt chung. Đó, cái chỗ này chính là không gian sinh hoạt chung nha quý anh chị. Đó, ngay góc đây. Đó. Thì đây chính là 13 cái tiện ích của căn hộ The Sai Liên Vi Nhơn.